Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng kẹo cứng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng kẹo kéo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và hôm nay vòng của mình sẽ là vòng kẹo bơ. Kẹo bơ. Khẩu miệng phải rõ ràng, em Thành nó nghe không ra được từ nó lại chửi. Đầu tiên mình sẽ xỏ màu xanh nha. Màu xanh dương. Chạy về bên em vẫn ở đây. Trong đầy ánh nắng mắt vẫn. Này, chị kể em không sợ em cứ nghe thấy. Không. Ôi trời, sao mày không nói? Nói chung là không không đến nữa nào. Không quá đà, không quá mức. Chỉ là anh quên biết thằng người mà. Cái thằng quắt con đấy mà lừa được lắm gái phép. May quá chị chả bị. Chị vẫn bị lừa nhưng mà chị không bị. Chị không đâm đầu. Là quá chết như là. Đâm đầu vào thằng mấy chết người luôn mấy thật chứ còn gì nữa. Mày quá, mình vẫn gọi là tỉnh táo. Vẫn biết đâu là bố mẹ chị dặn rồi. Bố mẹ ngày trước nó đưa đón chị, bố mẹ chị biết mà. Bố mẹ chị bảo là chơi thì chơi thôi chứ bảo xa hơn thì bố mẹ không cho đâu. Tại vì nhà nó cứ cái rèn lùn quá. Chị cao. Chị không cao, không hẳn là quá cao nhưng mà so với nó thì là chị cao. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nha. Mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nhá. Bố mẹ chị cấm yêu. Nhưng mà đối với con người của chị mới biết rồi đấy. Không cấm được đâu. Nhà chị đứa nào bị cấm hết. Nhưng mà chị ngang lắm, không cấm được đâu. Chị nói thế thôi, chị nói thế để chị phản ánh bố mẹ thôi. Chị chống lại bố mẹ thôi chứ thật ra là chị chưa có người yêu. Chị cũng không muốn yêu. Xin chào các bạn nha, chị em sẽ quay lại bạn xem cái gương. Bây giờ chị em bắt đầu với em luôn. Ơi, cái bàn chị chống quá, cái bàn chị chống quá. Bàn của em bên cạnh, không có cái này. Bàn của chị chống quá, không có cái gì để phản chiếu, chống quá. Màu đỏ của mình đây nha. Màu đỏ của mình đây mọi người. Mọi người đem màu đỏ của mình này. Trời ơi trời. Được. Nghĩa kiểu sau đêm mai có con nào phải ra mắt chị đầu tiên. Chị xem xét rồi đấy kìa. Nhiệm phẩm đấy, cho nó chị đầu tiên. Thuận, chị thấy cũng hợp lý cũng được đấy. Em tính thế nào, em cho bạn Thuận quả ải đi. Khổ quá. Nó bảo chị em tuần này sẽ lên tận dư tả chiếm với em. Thế là Bắc Ninh, là cuối Bắc Ninh rồi. Nhiệm phẩm đẹp là khổ. Rồi xong này dịch nào thế nào nữa? Thì mình cho nó lên để nó sang đi trên bờ lốc. Khốn nạn. Em là người đấy mà. Mọi người ơi, đây màu hồng của mình này. Màu hồng của mình nhé mọi người. Mọi người đây là màu hồng của mình. Em nói với chị đấy, chúng ta là chắc là chán. Và sang nắng với chạy. Chắc là lừa dối tình cảm. Đúng rồi. Nhưng đối với những cái đứa như thế không được gọi là lừa dối tình cảm. Nó sẽ thuộc dạng trêu. Nó ngặt gần giống nhau nhưng mà nó sẽ thuộc dạng trêu nhiều hơn. Tại vì trẻ con như thằng đấy chắc chắn là không phải là yêu thật rồi. Đúng. Không phải là yêu mà là đang thiếu, thiếu người thôi. Không phải. Nó là thiếu người ở
thiếu cái kiểu cảm giác thôi. Đúng không? Thích gì đâu, bọn trẻ con. Chắc cái gì mấy đứa trẻ con. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu xanh nha. Mình xỏ màu xanh nha mọi người. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu xanh. Trả lời cũng biết thì nói là xong thì em nghĩ là nó buồn chia tay, đáng luôn. Bây giờ mình sẽ xỏ màu tím nhá. Mình xỏ màu tím nhá mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nha. Thì em chẳng mấy đến nữa, đang muốn là cho nó vay tiền cái bọn kia đi, xong cái lúc mà đi lên tổ đã tiêu tiền xong rồi thì mở lớp đấy cả tí. Thì cả lớp nó biết tiền nó toàn lũ lớp 9, lớp 10 toàn như con cóc. À, đánh của ai? Con đứa nó lắp vào xe cho mô của kia to tí đi, cho là xong nó được. Nó đi 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 và làm với mỗi loại kiểu bố tầm cấp 3 như chị luôn. Bọn chị giờ ngoan rồi, ôn thi đến nơi rồi, phố gì nữa. Nhớ đi giờ ngoan. Các bạn ơi, mình xỏ hạt chữ nha, mình xỏ hạt chữ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ hạt chữ nha. Đau bụng quá, uống xong cái hộp sữa đấy. Giờ mình kết vòng này mọi người. Mọi người ơi, mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Làm sao? Trước con thẳng như con nào đấy, thẳng đúng một đêm. Xong nó vừa đến ngày thứ hai, con đấy nó làm gì, xong nó lại khóc luôn vì nó. Bữa trẻ con. Các bạn ơi, đây là vòng của mình nha. Vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đấy, đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình này, vòng của mình hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh nhé. Nói nhiều líu hết lưỡi, nói toàn sai thôi. Thấy là cái này rất là đúng này. Như chị qua thì đấy, chị ngồi làm xoay xoay các kiểu đồ thực tế, không một cái thế nào là điểm này. Hả? Không một cái thế nào là điểm. Để trong một máy thì hai ngoài nó sẽ sống. Vậy